Em mình nó đang bắt ốc nè. Nhà thấy không? Quá trời luôn cả nhà, ốc bự hoa. Ốc này ăn ngon cả nhà. Ngon. Cô kìa. Cô. Quá trời xong nội nhà. Cho cháu nó vài con cua đi. Lấy cua ăn đi. Rồi đem chanh tới để nặng vô muối. Có chanh không? Lấy để thêm đi. Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch TV của mình lần này đó nha. Là hôm nay thì mình có đi qua một cái điểm mới cả nhà để đi câu cá với lại sẵn cho cả nhà tham quan ở đảo mình luôn. Đây là một cái chỗ là một cái view rất là đẹp đó cả nhà. Nhà thấy không? Đây là mình đang ở sao Hòn nha cả nhà. Trước mặt là có một cái khách sạn cả nhà, rất là đẹp ha. Giờ mình đi kiếm một cái chỗ nào đó đi câu cá để trải nghiệm cho cả nhà xem luôn nha cả nhà. Đây, đó. Người ta mới đi bắn cá cho khách du lịch tất cả nhà. Các nhà thấy không? Mình đang ở một cái chỗ rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó chỗ này là thấy không? Cái tàu đó vừa mới đi bắn cá cho khách du lịch tất cả nhà. Mình sẽ trải nghiệm đây câu cá thử coi có không biết cái bãi cát này nó có cá gì không cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà, xung quanh nè, nghe thấy không? Hơi bữa nay hơi nắng cả nhà, nắng quá tèm ra sao núi nắng vậy lắm. Rất là đẹp luôn cả nhà, thấy cổng chào không? Nắng quá cả nhà, chói. View quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Này cả nhà, cái bãi cát rất là trắng tinh luôn cả nhà. Thường thường hay có mực nang vô đây lắm cả nhà nha. Thường hay có mực nang ở đây lắm. Cái chỗ nè cả nhà thấy không? Cái khách sạn Palace này nè, họ có xây thêm một cái cầu để cho khách ra đây chơi ban đêm tản bộ rồi hoặc là sáng sớm mình ngắm bình minh ở đây nè cả nhà. Đó, hoặc là chiều ngồi đây ngắm hoàng hôn cũng được. Rất là đẹp luôn cả nhà. Cái bà lát đó. Còn ở đây là xung quanh cũng có một số nhà người dân ở đây nè cả nhà. Ở đây mình có thể là bắt cua, bắt ốc gì đó rất là nhiều. Cả nhà thấy không? Nước rất là trong ha. Với lại có như một ít bãi cát nè. Đây có cái cầu đi xuống cho cả nhà xem nè. Nó có cầu đi xuống nữa cả nhà thấy không? Còn đây là những cái nhà để cho khách ta vô tình nghỉ ngơi cả nhà. Cả nhà thấy không? Đó một cái nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, còn khúc trên kia nó rất là đẹp luôn. Nhà thấy không? Chỗ này mà tắm biển với lại nghỉ ngơi này kia với lại để bớt chết đó cả nhà, bớt áp lực á thì khúc này đẹp ha, câu cá tắm biển ok, bắt ốc luôn cái chỗ đó. Bây giờ em của mình với lại cháu mình nó đang đi cái chỗ đó cả nhà. Đó cái chỗ ta đang bơm cát vô đó, nhà thấy không?
họ đang bơm cát vô để có thêm một cái bãi bãi cát rất đẹp quá, bơm như thế đó. Giờ em của mình với lại thằng cháu mình đang đi xuống đó để mà kiếm một cái điểm câu cá cho cái nhà xem. Bây giờ mình sẽ cùng cái nhà đi xuống đó nha. Giờ đi theo cái nhà ơi. Bãi cát quá mịn màng luôn, họ bơm cát từ trời ngoài đó đi đuôi đây luôn đó nha. Quá đẹp luôn, cát trắng mịn luôn. Chà, ôi mịn màng luôn nhà ơi. Chỗ này mà sáng sáng bắt ốc lại câu cá ok luôn ha. Giờ mình đi thôi cả nhà. Cả nhà thấy không? Cát. Cái chỗ này là lúc trước là đá không cả nhà đó. Họ đem đá lên đây nè cả nhà thấy không? Lúc trước ở đây là đá không à? Bây giờ người ta sẽ bơm cát vào đây. Chà, đẹp quá ha. Cũng mềm. Mình vừa tới một cái điểm mới cả nhà. Đây. Mấy cái trái này ăn cũng được cả nhà, màu xanh thì ăn không được thôi. Nhưng màu đỏ ăn được. Cái màu đỏ đỏ ăn ha. Cái này. Cái này về ngâm thuốc tới luôn. Ủa cái gì? Cái không được không? Ăn chơi á, chơi gì lắm á. Ồ im em ơi im. Ồ cái nóc khế cả nhà ơi, chắc là nó mới trôi đây cả nhà. Cái này là cái nóc khế nha, nướng ăn thịt ngon lắm. Giờ chút nữa mình sẽ nướng cả nhà thêm luôn nha. Bây giờ mình với em mình với lại thằng cháu mình sẽ đi kiếm một cái chỗ này thật đẹp á, để mình kiếm cá bắt ốc thử chỗ này có gì im cả nhà ha. Ồ cá này khỏi nói nữa, thấy bự bự hơn chút ngon ha. Có 5 con này nướng im à. Em mình đang bắt cua đá ha. Cua đá, giờ để cua đá ra ha. Này đi. Bỏ đây đi, bỏ đây. Đi em ơi. Đi con ơi. Đi cả nhà. Rồi đi đi em. Đây. Ủa đây mà đi xe cua ban đêm nói gì nữa. Im. Kiếm chỗ đi. Bắt mát được em ơi, chỗ nào bắt mát là được rồi. Đó là một chỗ đó hay là một kia. Rồi chỗ đó im, chỗ đó im đó. Không, chỗ đó kìa con, chỗ đó kìa. Đây đây đi. Mình đã có một cái chỗ rất im cái nhà này, chỗ này nè nha. Ở khúc đó đó. Mình sẽ tới chỗ đó đó. Gai. Gai nè. Ốc gai đó. Ốc bi bự đó, ở đây đây nó ốc bự luôn. À, cái đó là con chút đó, đục chút bự không ha. Bắt con chưa? Bắt vài con luôn. Dạ. Đem về ăn cũng được em ơi. Thấy không? Có chưa? Vừa thấy. Em lấy cái chĩa nhanh hơn á. Có vừa thấy cái chĩa. Chĩa đục rồi lấy dao ư kìa. Một bữa đây bữa rồi. Bỏ không? Sao lưng có con nữa kìa. Đây em con này nè. Con này nè chung. Đó không? Mày ở đây ít người khai thác nên nó nhiều hoa nó bự ha. Còn bự. Đây. Cả nhà mình vừa mới tới một cái điểm rồi nha. Nói chung là có một cái chỗ rất là đẹp luôn cả nhà.
ở đây ốc rất là nhiều nha. Vừa mới tới em với em mình với lại thằng cháu mình đó, bắt ốc quá trời nhiều luôn cả nhà ơi. Ốc nhiều lắm, mình để cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy không? Mình sẽ đi bắt ốc ha. Em mình nó đang bắt ốc nè. Nhà thấy không? Quá trời luôn cả nhà, ốc bự không à. Ốc này ăn ngon cả nhà. Ốc cỡ này là bự hơn cả nhà nha. Ốc này mà về bắt về cái về ngồi xỉa ăn đã luôn cả nhà. Ốc đây là ốc ốc hương em, hương đen hay gì hết không? Ủa, này quá trời của nhà ơi. Xả lấy lên. Quá trời nhiều của nhà ơi. Cô đồng lấy bự không không? Nhiều lắm, ốc là nhiều lắm. Cái size đó là lớn cỡ này thôi. Cỡ này đó. Đó, cỡ này là ngon. Size nó lớn cỡ này không ạ? Cỡ này không em ơi, cỡ này không? Đó, cỡ này ốc sao nhỏ xíu vậy ta? Ốc này là bự rồi đó. Bên nếu mà đi qua bên 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 đại bên đại bên bãi lá trắng em mới cỡ này nè. Bãi lá trắng bây giờ cỡ này không có đâu. Nhà ốc quá trời luôn, dùng bắt cả nhà. Bắt về mình lễ mình ăn cả nhà ơi. Quá gì em ơi. Ốc quá trời nhiều luôn. Nhiều đi cho vợ họ miếng quá ăn này nè. Bắt xong rồi cái mình đi kiếm ít củi mình làm than sẵn cả nhà ơi. Mình nghĩ là cái chỗ này rất là nhiều nhiều cá nha, mình nghĩ là vậy. Chút nữa mình với em mình đi xuống đây lặn coi có cá mú gì không. Đây, mình với cháu mình đang đi lụm củi luôn. Mình lụm củi mình để đây. Đây có củi nè, giờ mình là kéo ít củi ra. Con kiếm cộng mấy củi bên. Đây nè. Kiếm mấy cây củi đây. Dạ. Giờ mình phải đi lấy ít củi mình bỏ vô đây ha nha. Đây nè, củi nè. Có cây này nè, mình lấy ra đây. Lấy ra đi con, nó lấy ra mình chụp qua đây nè. Chụp qua đó đó. Chỗ này bắt thì nói gì nữa, ốc bự thôi. À, cả nhà ơi, mình vừa mới làm một cái ống câu để cho cháu mình nó đi ra ngoài này nè. Để câu thử coi có cá trước nha. Đúng rồi, cả nhà hỏi chảy quá. Thôi, bây giờ để cho cháu mình con cá nha. Nè con. Mình đi câu đi con đi con. Nè đưa nó cho cháu nó đi luôn cho nó mát. Con ra ngoài câu đây. Cháu mình nó đi. Cháu nó đi ra ngoài nó câu cả nhà. Hy vọng là sẽ có cá. Thank you.
xuống giờ thì giờ xuống thấy rồi chứ giờ đang có lửa luôn rồi, hơi nắng không đâu, bữa nay nó đang xuống mà. Cá rô hả? Đúng rồi, cá rô. Được con cá rô cả nhà ơi. Bà đảm mình cá rô nhiều lắm nha. Xung quanh đảm rất là nhiều cá rô luôn á. Đang có than nè. Lúc nào mình đi mình cũng thủ than trước chứ, mình sẽ nhóm lửa trước. Em mình nó đang lặn ngoài kìa. Phải lặn lắm ở nhà em mình tới chỗ nào nó đều thích lặn trước rồi. Có mồi nha. Có mồi kìa. Ua kìa. Đây là ốc cái hồng. Quá trời diện của nhà ốc bụng. Mình vừa mới làm cái bẫy xong rồi cả nhà. Cái này là dùng để bẫy cua nha, để cho cả nhà xem thử cái bẫy của mình nó hoạt động như nào nha. Sẽ có một số bạn biết, một số bạn sẽ không biết. Ê cậu ốc cua lắm. Cua lắm, cua lắm. Mọi không? Đâu, bắt đầu không? Bắt đầu bắt thử đi. Cái nhà cái bẫy mình là như thế này nè. Đó đây là cái càng của con cua phải không? Trượt lên. Rồi đó cả nhà, vậy là dính lên cả nhà thấy không? Đó, cái bẫy mình là vậy đó. Rồi giờ xuống biển nha cả nhà. Rồi đi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi lặn thôi cả nhà ơi. Bây giờ mình xuống dưới đó mình lặn với anh em mình nha để kiếm ốc với cua. À, với lại coi có cá gì không để mình lên mình nướng luôn cả nhà. Bây giờ mình đi thôi cả nhà ơi. Đó, giờ ra ra cho em lặn không? Đang lặn ngoài kìa. Con vô đó đưa lấy cái củi nè. Đây nè. Lấy củi đi rồi con cá. Củi thêm. Qua sắt ra kìa. Qua sắt đập biết đây. Qua hải sập. Đây là con hải sập đây là cái gì ơi. Qua đây nhiều cái gì? Ủa, ăn được hả? Được. Ăn sao mà ăn nổi? Đây là cái con chỉ á. Nó quậy gì? Thế để bà không còn rồi bỏ. Đây là hái sâm đen cả nhà. Đây là sâm đen nè, hai con luôn. Đó. Con này tao chưa thấy chưa? Cái dây chứ ta. Cái này ổn nè. À, con này hái sâm đỏ hả ta? Hai hái sâm đỏ ơi. Nó chết rồi thôi. Con này có loại xăm này nhưng mà nó loại lóc. Ừ, đây có loại mới nè. Dạ, bỏ chứ thùng. Không thấy nó giờ hết con luôn á. Gì không? Để ý không à. Không, cái này ngon lắm, không đâu. Thôi đi. Thôi đi. Con được con mới. Cô kìa. Cô quá nhấp bay luôn. Được cái kỹ luôn á. Không, chắc được. Chụp được. Sao thế? Thank you.
Quá vậy mày. Ừ, lên luôn chứ. Nuôi mày. Quá trời nhiều rồi. Đây là hải sâm đỏ. Quét nè. Đây là hải sâm đỏ nè. Sâm đen, đỏ. Đỏ ngon. Quá trời đỏ luôn. Đây là đen, đây là đen. Đợt ốc ốc nó cái nữ luôn. Con đó con nữa. Hai con. Dạ, vu lông. Sắp. Sáu con. Hai con. Thế có muốn nhỏ rồi. À, là ốc ốc chim nữ. Cái con này xong nhiều ha. À, cái con cá kia đâu vậy? Cá hả? Số hơn này chứ. Ốc nó bự mà. Nó có anh chán khục. Cá nha. Đây nè. Một con. Dạ. Chào cả nhà nha, mình vừa mới đi lặn về. Với lại vừa rồi mình chưa cho cả nhà xem nó rất là nhiều hải sâm. Vừa có hải sâm đen với lại hải sâm đỏ vậy đó cả nhà. Mình đã ăn hải sâm rồi, mình có ăn hải sâm đen rồi. Nó rất là dai với lại ăn rất thịt đòn cả nhà. Đây là một cái loại rất là bổ dưỡng ở biển mình nha. Bây giờ là anh em mình sẽ cùng nhau nướng một ít cá với lại một ít cua và đập ốc ra rồi mình ăn luôn cả nhà. Mặt trời đang xuống nước cả nhà. Bây giờ cũng cỡ 5 giờ mấy rồi. Bây giờ mình sẽ nướng cá và thưởng thức nha cả nhà. Quá trời hải sâm luôn cả nhà ơi. Rất là nhiều hải sâm luôn cả nhà thấy không? Đây là hải sâm đỏ luôn cả nhà. Cái này mình biết là tại mình thấy nó màu đỏ, nó dày. Cái da nó dày dày nha. Về mình sẽ trụng nước sôi lên, cái mình cắt cái chỗ này cả nhà, cắt cái luôn này nè. Rồi mình lấy tất cả cái của nó ra, sau đó mình sắt. Đó. Ừ. Nhà thấy không? Nó bóng lắm. Cái loại này nó bóng. Nó đóng lưỡng à. Còn đây là cái nhà thấy không? Nó sần sần sùi sùi là đây là hải sâm đen nha. Thường thường ở đảo mình hay gọi là con đĩa cả nhà. Đây thì một bọc luôn cả nhà ơi. Quá trời nhiều luôn cả nhà, một bọc luôn. Còn đây là mấy con ốc bi. Lại cua. Đây là mấy cái tơ của con hải sâm á. Nó lọt ra cả nhà. Khi mình bắt nó thì nó sẽ bay cái tua ra. Để mà nó dính lại. Đó, cái tua nó dính nó chạy cứng luôn cả nhà. Đây mình đang lấy mấy con cua ra để nướng ăn nè. Đúng gì vậy, dùng ăn hết đi dùng ơi. Ủa, ăn hết đâu em ơi. Ủa mà nuôi hết đâu. Đó, rồi lên mấy con này em về đi.
Nên em mình lặn nãy giờ tối quá. Đó, còn đây nè, em thấy không, ốc bây giờ bự không à? Đó, ốc này là chưa bự mấy em cả nhà, còn cái lọ chỗ còn bự hơn nữa. À, được cái thùng thùng ốc. Với lại ít ghẹ của em mình đang nướng. Nướng gì thấy ngon. Dân giả như cái đã như xe đi có gì đâu, xe ăn đi con. Để cho cháu nó vài con cua đi. À, lấy cua ăn đi. Ăn đi con. À, mình có nướng một ít bên đó nè kìa. Bây giờ mình cho cháu nó ít đi. Cua ốc đây luôn. Em để bọc nè thì đó. À. Anh có vợ anh ăn thì kia ra cho nó, phơi cho nó ăn đi. Rồi rồi. Đó. Con đổ nước này ra đi bên. Chắc nước ra đi con để đem ốc mà về. Ốc. Để cắt ra, cắt ra. Chèm chảy nước đó. Cái chừng rớt ốc nha. Ừ, chắc đây nè. Đây bọc đó nè. À, ốc này vừa không à. Quá trời mịn luôn nè. Ốc này mà ngồi xỉa. Giống như mà mắm mà mắm nêm á. Chanh chanh vô ngon. Nêm đi. Mình có đem theo mắm nêm đó. Còn đây là ốc sông Kinh cả nhà. Đây gọi là con chút ở đảo mình. Rồi con chắc luôn cái này ra luôn. Cái này con cột luôn. Cột lại hay không? Cột lại. Gì ra mỗi con này. Mỗi bao luôn xong rồi xíu nữa đi về lựa ra. Lựa góc mà không? Được không? Bỏ đây quăng qua đây bên. Rồi, quăng ra đi. Bao bên này. Cái đó cột lại đây, cái đó để cột cho bên đây. Mấy cái này cột lại hết rồi. Cái chị của nó dít gì hả? Dít. Coi trên YouTube rồi, bên mình còn hút cái làn dưới đó. Không được. Đó là một mặt. Đi thu hoạch đem dẻo quá trời luôn. Thôi, mì đâu? Mì. Chín rồi. Chưa đi tàn chưa chín. Bây giờ mà cả nhà cùng thưởng thức với mình, với lại em mình và cháu mình món cua nướng ngày hôm nay nha. Lần này có cua đó cả nhà, quá bự quá. Cua này cua lông nha. Rồi đem chanh tới để nặn vô muối. Có chanh không? Mày lấy để thêm đi. Bà đó. Đây đây. Sớt còn ít đi. Này hơi bị nhiều, lát nữa nặn vô nó mặn quá chứ. Sớt còn nặng ít. Sớt gỡ thôi, sớt gỡ. Đúng rồi, lấy vô hết đi. Đây là cái nhà, cua là chín nha cả nhà ơi. Ui, nóng cả nhà, nóng. Ui, con cua nè.
Nhà thấy không? Đây là con cua lông ở đảo mình nha. Còn cua đá nó khác đó cả nhà ơi. Thì cái loại này là nó có lông nữa nha. Có lông nhũng. Nên mới gọi là cua lông nha. Đây là con ghẹ biển nè. Đó, ghẹ này mình nướng vậy là ngon nè. Chứ mình nướng kỹ quá thì nó ốp thịt với lại ăn nó dở lắm. Đây. Quá ngon lắm cả nhà. Bây giờ còn mấy con cá nữa. Cá ốc luôn. Năm ốc cho nữ. Cái mì vô. Này sao luôn em nè. Đơn giản thôi không? Vui vẻ không? Ồ, nấm canh ăn ngon nè. Quá đã luôn em ơi. Anh ngon không? Mày hút đi khỏi cần đem mâm. Có cái bài nào lên bức lá là xong rồi. Ăn như này nè. Ở đường đó bên. Đây nè. Đó, mà gì mà. Dở, dở. Em miếng canh để đây nè. Rồi cái đầu cái hết hết cái mình nặng vô ha. Đó, im quá trời luôn. Ngưng. Bỏ vô lắm. Để nó lá ra rồi. Em bỏ ra. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái hải sản hôm nay nha. Mình với em mình đã cùng đi bắt về. Giờ mời cả nhà nha. Hôm cũng đã tối cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Rồi mời cả nhà thôi. Giờ ăn cả nhà ơi. Ê, được nghe. Còn được mà em. Nhưng mà quan trọng còn thịt không kìa. Thì mở cái nước còn thịt không. Ê, còn thịt nè. Ừ, im quá, cá này thơm ngang ngon lắm á. Bẻ ra đây con, Bin. Nè. Lấy cái mặt nó ra được rồi. Im dữ trời. Thôi, thôi, thôi. Thơm, thơm. Để cho. Con mới ăn gạch thôi. Mới ăn gạch ăn đi con. Trời cua con. Cua bữa nay mà loại bự ngon ha. Ừ, cá này là bự. Cá này là cái thịt nó ngon lắm của nhà đó. Ừ. Cái lượng thịt nó về vậy là ngon lắm cả nhà. Giòn ăn gạch luôn chưa? Có con. Đó, đó. Ừ. Mình mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ồ, cái nóc cái này cũng là cá nóc nữa nha. Cái này gọi là nóc khế. Mời cả nhà chấm như mình cái miếng tôm này nha. Ồ, còn gì bằng nữa nha. Rất là ngon. Thôi không? Tanh không? Có bị ướt không? Không. Không á. Ngon em luôn. Ngon ngon. Em đi coi còn 3 miếng ngừng miếng. Ừ. Quá ngon cả nhà ơi. Trời ơi. Thêm cái nước chấm muối tôm, muối nêm nữa ha. Còn gì bằng. Muối tinh linh. Nên nên không? Ừ. Thì con cái nhà đã quá. Muốn nên đâu chén không? Ba lúc là cua đấy. Chắc mà. Chắc hả? Ừ. Cái này ra. Cái nhà nha. Ui trời ơi. Cái nhà nha. Trời ơi ăn cái con cua lông này. Dễ càng. Ừ. Trời ơi nó đã cả nhà ơi. Nó ngọt ngọt và dai dai đã được chứ. Trứng à. Ừ. Ừ. Ôi. Trời ơi, em đi con cá. Em ăn đúng con cá bị ương không? Cái trứng này ăn chứ cái này. Ôi. Mời cả nhà nha. Trời đã cả nhà cái càng đã quá. Ừ. Cái giờ mà ăn cái nóc khế. Gà hả? Ôi thịt cua ngọt ngọt, ngọt đã. Cũng thiên gà không? Ôi thịt cua nó ngọt đã cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngọt mà dai. Đồ đã cả nhà, đã quá. Trời ơi, cái thịt đã vậy. Cua này nướng ngon rồi trời. Thôi mời cả nhà nha. Wow, thịt đồ đã. Ngon vậy. Wow. Qua cả nhà phải dùng đá đập mới được. Cắn khỏi gắt luôn. Chảy gần chết luôn á. Mà cả nhà nha. Đem đập cái càng. Trời ơi. Lấy giùm cậu Bình. Xin biết không? Mình quay mình chụp cảnh đó đó. Thằng hồn đâu bắt không được mình đâu. Mời cả nhà nha. Ôi, bắt lên người nướng tăng ăn tại chỗ đã quá nha. Quá đã. Trời ơi, nướng đã. Nướng ăn đã chứ. Thơm hả? Nướng thơm.
Đã lắm cả nhà ơi, nướng lên rồi ăn đã thì chứ, rất là ngọt thịt nha. Đá gọi đi con bị đá. Ở ngoài đó là cả nhà biết không? Đó là những cái nhà bè mà người dân ta đang nuôi trồng thủy sản ngoài đó đó, nuôi cá bớp cá bè cho rất là nhiều. Đó, đã rất là nhiều người nuôi. Có gì vậy? Trời cũng gần tối rồi nhà. Còn có cái nhà đã quá. Hết luôn rồi nè kìa. Hôm nay mình nghĩ đâu sẽ có cá đúng không? Nhưng mà không sao, không có cá cũng được. Nói chung là cũng có cá nè. Mà sự ở đây hải sản gì đúng không nhà. Mình ra sau hòn mình lặn nhiều ha. Dạ thì mình chắc là này mình chịu khó vận động xíu là có đồ à. Là tập tới mình sẽ cùng với em mình sẽ đi qua bên cái eo bên đó đó cả nhà. Nước đang lên đó nha. Nước chuyển lên tới đây luôn rồi. Lên tới chỗ này luôn. Mình với em mình sẽ đi qua bên cái chỗ cái eo bên này nè cả nhà, để lặn. Để trải nghiệm giống như vậy đó cả nhà. Đó, sẽ qua cái chỗ bên đó đó. Bên đó là sẽ có một cái rừng ngập mặn. Mình sẽ đi tới chỗ cái hướng bên đó đó. Mình sẽ đi vòng bên đây, mình sẽ đi vòng từ cái eo đó sẽ đi qua bên đây nè. Đó mình anh em sẽ lặn đây. Rồi cũng bắt nướng vậy đó, ăn cho nó ngon. Ở đảo mình gọi đây là ốc chinh nữ nha cả nhà. Ốc này nè. Đây là ốc chinh nữ nè. Để coi thử rồi chút xíu rồi nó chín rồi cái mình ăn. Ốc này cũng ngon lắm nha, nó dai dai ngon lắm. Rồi đây ốc nó nè cả nhà, còn ốc là lỗ bự. Đứng hồi nó cái nó bể đập ra. Vì lại hôm nay mình được thêm một bao hải sản đem về nữa cả nhà. Quá trời luôn, một bao hải sản luôn. Còn gì bằng nữa. Ôi giời, nó giác về hơi đuối á. Đuối thiệt. Giòn quá không? Giòn quá. Để lâu quá. Trời nát ra rồi. Đập thử con em. Cái này là nướng kỹ quá bị giòn bọn giòn giỏ nghe nha. Bể khô quá không? Khô nữa. Giờ giờ đang ngồi lồi luôn. Nè, có đây rồi. Đây. Đi ngồi lồi luôn. Nên cái nhà thật có loài vậy cả nhà. Cái này bỏ đem bỏ rồi. Hơi quá ngon cả nhà, hơi quá lửa. Thôi bây giờ mình ăn cái này nữa rồi mình xin kết thúc tại đây nha. Xin cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch sinh viên của mình. Bây giờ hẹn gặp cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho Sinh nha để Sinh có thêm động lực. Rồi bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món ốc này nha, nha. Rất là ngon cả nhà, dai lắm nha. Trời ơi, ngon em ơi. Ngon, đúng là đồ nướng ngon thiệt. Còn nó có nhai ngon. Quá đã không nhai. Ngon, ốc chín nữ. Chấm miếng nè. Đã không?